Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi công văn khẩn báo cáo Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng về việc phát hiện một phòng công chứng tư nhân trái phép đã giả con dấu và thực hiện việc chứng thực các giấy tờ liên quan trong lĩnh vực tư pháp. Phòng công chứng này có trụ sở tại quận 9 nhưng giả con dấu của phòng công chứng quận 12. Theo thông tin từ Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, đã có khoảng 600 loại giấy tờ được phòng công chứng có con dấu giả này thực hiện thủ tục sao y chứng thực. Theo cảnh báo của Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, việc chứng thực các loại giấy tờ để người dân thực hiện các giao dịch dân sự như mua bán, thế chấp, cho tặng nhà đất và các tài sản khác có thể phát sinh các tranh chấp phức tạp. Ngay cả các giấy tờ khác được sao y chứng thực giả cũng có nguy cơ dẫn đến những hậu quả pháp lý. Do đó, cơ quan này đã đưa ra cảnh báo người dân khi phát hiện các loại giấy tờ đã chứng thực sao y hoặc thực hiện các hình thức chứng thực tại phòng công chứng này, hãy liên hệ với Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ. Hiện thì vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra, Công an quận 9 đang thụ lý.